Hi, chào mừng các bạn đã trở lại với kênh của mình. Thì ngày hôm nay, như yêu cầu của bạn này, thì mình sẽ làm một chiếc cano điều khiển từ xa từ cái động cơ không chở than nha các bạn. Đây, chính là cái động cơ này. Và tất cả những đống đồ ở đây. Thì ở đây mình đã làm sẵn một cái kit cano rồi nha các bạn. Mình có để cái bản vẽ dưới phần mô tả, hoặc các bạn có thể xem cách làm ở cái video này. Ở cái video đó thì mình có hướng dẫn rất là chi tiết luôn. Thì ở trên phần bụng của chiếc cano này mình có làm những cái rãnh dọc theo chiều dài của cái thân luôn. Thì tác dụng của mấy cái rãnh này là để nó rẽ nước ok hơn nha các bạn. Và ở video này mình sẽ sử dụng tay điều khiển mới của mình nha các bạn. Thì cái bộ này là bộ AX5S nha các bạn. Mình đã có review trên kênh mình rồi, các bạn có thể click lại xem nha. Và một thứ không để thiếu đó chính là cái motor không chổi than này. Cái này thì mình dùng nó muốn mòn luôn các bạn. Mình có xài cái này ở trong mấy cái clip chế thuyền trước rồi á. Rất là ok. Tiếp theo là một cái SC40A không chổi than. Thì mình đã độ cái hộp cho nó nè. Thì cái loại này rất là bền nha các bạn. Hiệu A-Crow nè. Mình thấy xài cái này rất là bền. Các bạn có thể mua cái này dùng nha. Đó, mình có độ thêm cái tản nhiệt cho nó nè. Dùng cũng rất là ok luôn. Và tiếp theo là một cục pin 2S 2200mAh. Cục này thì cũng quá quen với các bạn rồi. Một cái servo. Servo xanh bình thường thôi. Một cái bộ chân vịt của chiếc FT009. Và một cái bánh lái tự chế nha các bạn. Mấy món này thì mình cũng tháo từ mấy cái chiếc thuyền trước của mình thôi. Còn đây là cái tay đòn để mình kéo cái bánh lái nè. Mình đã bọc sẵn cái bong bóng rồi. Ok, bây giờ mời các bạn cùng theo dõi mình thực hiện cái cano này nha. Ok, bắt đầu luôn. Và bước đầu tiên mình sẽ lắp cái chân vịt này vào nha các bạn. Rồi ok, tiếp theo mình sẽ lắp cái động cơ không chổi than của mình vào. Ở đây mình sử dụng khớp đồng, cả hai đầu đều là 3mm nha các bạn. Bây giờ thì lắp cái bánh lái vào nha anh em. Tiếp theo mình sẽ lắp cái tay đòn này vào chiếc cano của mình. Còn cái servo xanh này mình sẽ lắp vào vị trí ở đây nha. Ok, thì tới bước này thì mình đã hoàn thành cơ bản chiếc thuyền của mình rồi. Mình có gia cố thêm cái servo bằng mấy cái tấm foam nè. Và bây giờ mình sẽ lắp đầu điện vào cho nó. U là trời, người tính không bằng trời tính anh em ơi. Thì cái SC của mình nó không có phù hợp với cái bộ Tetris mới của mình nha anh em. Bị quê một cục luôn. Nên bây giờ mình sẽ vẫn sử dụng cái bộ cũ của mình là bộ MC6 nha. Trước tiên mình sẽ lắp cái ESC của mình vào. Thì thật sự cái loại này xài cực kỳ bền nha anh em. Không biết là mình hên mua được ngay cái ngon hay sao mà mình dùng thấy rất là ok luôn. Mình sẽ để link mua tất cả những sản phẩm mà mình dùng để chế chiếc cano này ở dưới phần mô tả. Các bạn nào muốn mua thì có thể click vào mua nha.
Thì ở đây mình đã lắp xong đồ điện rồi nè. Bây giờ mình sẽ bật cái test này lên để thử cho các bạn xem nha. Đấy. Rất là ok nha các bạn. Ok anh em, thì bước tiếp theo mình sẽ làm cái phần nắp ốp phía trên cho chiếc thuyền của mình nha. Nếu mà để như vậy chạy thì chắc nó đi xuống gặp Long Dương luôn á. Thì đây, mình đã làm xong được cái nắp trên cho chiếc cano của mình rồi. Nhìn tổng thể thì rất là đẹp nha các bạn. Ở đây mình sẽ cắt cái nắp trên của chiếc xe điều khiển ra để làm cái cabin cho chiếc thuyền của mình nha. Mình sẽ cắt cái phần nắp trên của chiếc xe như thế này nha các bạn. Thì mình sẽ dán cái nắp này lên trên đây. Nó sẽ trông như thế này. Bây giờ mình sẽ vẽ và cắt cái nắp để mình có thể lấy pin ra nha. Ok mọi người, thì đây mình đã làm xong cái nắp trên cho chiếc cano của mình rồi. Thì nhìn tổng thể các bạn thấy thế nào? Nếu các bạn thấy đẹp thì hãy để lại một like để cho mình biết nha. Hí hí hí. Và bây giờ mình sẽ đem nó đi sơn. Và đây chính là chiếc cano của mình sau khi sơn xong nha các bạn. Mình có trang trí thêm mấy cái họa tiết với mình đã dán cái nắp trên của chiếc xe lên nha các bạn. Nhìn rất là đẹp luôn. Mình thấy cái góc này là cái góc đẹp nhất luôn nè các bạn. Rồi ok, bây giờ mình sẽ đem chiếc thuyền của mình đi test cho các bạn xem nha. Đi thôi.
everybody gets the best of me. Oh gosh, she's such a tease, bitten lips, bruised knees. I'm addicted to her, need her touching me. Cause she got a bad little waist, and we tearing down this place. Off the liquor that we chase, got some egos to the face. Baby, I long in all space, coming closer for a taste. And I'll show you how I make everything just fade away. Cause she's like sex, drugs, cocaine, vice, so insane. Jealous of the clothing that she wears, up on a tight frame. Okay, no shame, baby, can't hit a play. I feel like an addict cause she's sex, drugs, cocaine. Ok, cảm ơn các bạn đã xem hết video của mình. Và nếu bạn nào thấy hay, hãy để lại một đăng ký kênh để kênh của mình nhanh chóng đạt được mốc 5.000 sub nha các bạn. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn vào những video tiếp theo. Bye bye bye.